Thông thường thì Trang phải đi qua những nơi mà mình đã từng đi qua đúng không? Mà tại sao ngày hôm nay Trang không đi qua những nơi mà mình đã từng đi qua, trong khi Trang phải đi qua những nơi mà mình đã từng đi qua, vậy mà không có cơ hội đi qua những nơi mà mình đã từng đi qua? Như vậy thì có nghĩa chuyện gì xảy ra? Cái chuyện gì xảy ra mày nói mày ra đi, mày đi qua hoài à? Trang gặp chuyện rồi. Trong phần 2 này, Trấn Thành và Kiều Tuấn sẽ tiếp tục đảm nhận hai vai là Lâm với Tuấn, và hai cái nhân vật mà lúc nào cũng không liên quan đến câu chuyện của người ta hết. Nói chung là sẽ hỗ trợ cho hai mẹ con bé Năng trong một chuyến hành trình mới. Em muốn gì nè, là mình quay cái mặt qua cái máy nó zoom vô, hiểu không? Cái tốc độ chậm khi mình quay qua và cái máy nó zoom vô tới mặt đó, là cận cái mặt thôi, rồi sau đó mình mới làm cái cú. Cái em là phải thì vô em là cái cú toàn đâu. Giờ mình giả tỷ coi sao. Em văng cọng dây đây, anh ngựa ngựa anh gác tay lên cọng dây tuột ra kẹp, hiểu không? Thì nó hợp lý, làm đu ly chậm không có gạt tay cái nó kẹp cái mặt dính vào cầu cắt cảnh vậy thôi. Chậm chạp là cái gác tay lên một cái gì đó, một cái là nó sập quyết cái dù nó kẹp vô đầu. Cái này em gác lên rớt xuống rồi, cái này rớt xuống rồi nè. Bây giờ anh chỉ nè, thứ nhất là lấy cái dùi ra sắp một cái này nè, gắn dây chì lên kia. Làm cái dây chì giống như là mấy cái dây móc rồi này kia, nó đâu đây nè. Ông đứng đây hồi ông dướng rồi nè, ông không hay. Ai biết nó. Hello. Chào cả nhà. How are you? I'm very thank you and you. Lấy bánh cái rồi. Má mù thịt không mấy. Mày không chạy không? Mày chạy dễ mà, tao chạy dễ mà. Mày sao đi? Rồi, Lâm!